đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Các Phượng tặng quà tại chùa nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ điều khó đỡ ít ai ngờ của Quyền Linh. Các Phượng cho biết Quyền Linh không xài ATM và cũng không biết chuyển khoản, nhưng âm thầm đổ vào ATM gạo hàng chục tấn gạo. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Cát Phượng vừa chia sẻ thông tin và hình ảnh về thăm chùa nghệ sĩ, nơi chôn cất và phụng thờ những nghệ sĩ tài danh vang bóng một thời. Cô mua nhu yếu phẩm và tặng các cô chú lớn tuổi nơi đây 20 phong bì, mỗi phong bì là 500.000 đồng, cho các nghệ sĩ như Quyền Linh, Trịnh Kim Chi cùng chung tay đóng góp. Bên cạnh lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng nghiệp của mình, Cát Phượng có tiết lộ bất ngờ về MC Quyền Linh. Cô cho biết, người anh thân thiết của mình không xài thẻ ATM và cũng không biết chuyển khoản online, nên phải vượt đường xa chạy đến nhà mình để gửi tiền ủng hộ cho chuyến từ thiện này. Nữ nghệ sĩ hài hước viết, cảm ơn anh Quyền Linh, anh làm từ thiện hơn cả sự tưởng tượng của em. Anh âm thầm lắp đặt không biết bao nhiêu là cây ATM gạo cho người nghèo giữa lúc dịch bệnh hoành hành. Gạo đổ vào những cây ATM tính ra vài chục tấn chứ không phải 1-2 tấn. Anh còn cho mổ tim cho các em bé nữa, bái phục anh quá xá, thay mặt người nghèo khó cả nước cảm ơn anh lắm luôn. Giờ các mới biết ông Quyền Linh ổng không xài thẻ ATM, á trời, vì ổng không biết chuyển tiền online. Ổng qua nhà tôi, ổng đưa 10 triệu cho tôi đi làm từ thiện giữa cái nắng chói chang. Thương ổng vì cái tâm lớn. Qua chia sẻ của các Phượng, mọi người càng cảm phục hơn cái tâm thiện của MC giàu nhất Việt Nam nhưng cũng giản dị và chân tình. Anh Đức cảm thấy khó chịu khi bị nhắc đến với Hiền Hồ nhiều lần. Anh Đức cho biết cũng cảm thấy khó chịu một chút vì bị cứ nhắc đi nhắc lại trong nhiều chương trình với Hiền Hồ. Thời gian qua, cặp đôi Đức Hiền Hồ liên tục được người hâm mộ đồng nghiệp ghép đôi khi liên tục xuất hiện cùng nhau trên các phương tiện truyền hình. Thậm chí vào cuối năm 2019, Hiền Hồ đã mời anh Đức đi ăn và xem phim sau khi thua kèo Trường Giang trong một chương trình. Bên cạnh đó, nam diễn viên hài cũng thường xuyên tương tác với Hiền Hồ trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người đồn đoán mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, cả hai đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm. Anh Đức cảm thấy khó chịu khi liên tục bị nhắc đến Hiền Hồ. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện với cánh truyền thông, anh Đức đã có những chia sẻ xung quanh những tin đồn liên quan chuyện tình cảm với Hiền Hồ trong thời gian qua. Nam danh hài cho biết cũng cảm thấy khó chịu một chút khi liên tục anh Đức luôn bị gọi tên trong bất cứ nhất cử nhất động nào của Hiền Hồ và ngược lại. Tôi cũng cảm thấy khó chịu một chút vì chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi mà cứ bị nhắc đi nhắc lại trong nhiều chương trình. Có một số người luôn luôn lồng ghép câu chuyện đó vào mỗi chương trình mà anh Đức xuất hiện. Đôi khi nó không cần thiết, nhiều khi tôi cũng cười trừ bảo mọi người thôi nha, có gì đâu mà cứ nhắc hoài. Nếu tôi có gì với Hiền Hồ thì tôi đã tự thể hiện ra rồi, chứ không để ai nhắc hết. Anh Đức từng mang hoa đến chúc mừng sản phẩm mới của Hiền Hồ. Anh Đức nhận xét về Hiền Hồ. Sau nhiều lần làm việc chung với nhau, anh Đức cho biết Hiền Hồ là một cô gái dễ thương, cá tính và tài năng. Tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tấn công hay làm gì đó quá giới hạn vì không muốn mất đi tình cảm bạn bè xây dựng bấy lâu nay. Hiền Hồ là một cô gái dễ thương, cá tính, tài năng. Chắc chắn đó là hình tượng của rất nhiều người đàn ông. Khi tiếp xúc tôi cũng cảm thấy đó là một bạn nữ quá dễ thương. Nếu có một cô bạn gái như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng chuyện tình cảm lại phải phụ thuộc vào cảm xúc, cảm nhận giữa hai con người. Tôi thì nhát gái từ trước đến giờ, tôi không nghĩ mình sẽ tấn công hay làm gì đó đi quá giới hạn để làm mất đi tình cảm bạn bè. Đương nhiên khi trò chuyện tôi vẫn có những câu hỏi như em có bạn trai chưa hay hình mẫu bạn trai của em như thế nào. Tôi cũng có những sự dò xét để hiểu được tính cách của cô ấy. Anh Đức trân trọng mối quan hệ bạn bè với Hiền Hồ. Trước đó Hiền Hồ cho biết cô cảm thấy yêu mến anh Đức vì anh là một người hiền lành ga lăng. Tuy nhiên cô khẳng định cả hai chỉ là bạn, thậm chí trong một chương trình gần đây nhất, Hiền Hồ còn yêu cầu đàn anh Trấn Thành không ghép đôi với anh Đức vì sợ bị ế. Phương Mỹ Chi bị ném đá vô lễ khi dùng bánh kem, trét khắp mặt mẹ ruột, quá phản cảm và lãng phí. Giọng ca nỗi buồn mẹ tôi nhận ý kiến trái chiều vì bôi bánh kem sinh nhật lên mặt mẹ ruột. Tiệc sinh nhật ngoài ý nghĩa chúc mừng tuổi mới thì đây còn là dịp để người thân bạn bè thể hiện tình cảm với người đối diện. Tuy nhiên mới đây trong tiệc sinh nhật của gia đình Phương Mỹ Chi, nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều khi áo quần đồ vôi liên tục dùng tay bôi bánh kem lên mặt mẹ ruột. Cư dân mạng cho rằng có rất nhiều cách để tạo không khí vui vẻ cho gia đình, không nhất thiết phải dùng chiếc bánh kem đắt đỏ để bôi khắp cả một người lãng phí như vậy. Quan trọng nhất, trò đùa này sẽ thích hợp với bạn bè đồng trang lứa hơn là những người có tuổi như mẹ ruột của ca sĩ Phương Mỹ Chi.
Nhận thấy điềm không hay trong buổi tiệc sinh nhật, mẹ Phương Mỹ Chi nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác. Tuy nhiên, cô đã trốn thoát không thành công. Và cuối cùng, chiếc bánh sinh nhật đã được sử dụng với mục đích như thế này đây. Trò đùa này bị nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt trên các diễn đàn. Chả hiểu sao cái trò chét bánh vào mặt mà thấy vui được ấy. Vừa phí vừa bẩn, mẹ vô duyên hết sức, nhảm vớ vẩn, xàm. Mẹ Phương Mỹ Chi hiền quái chứ, mình là cô thì mình chỉ thấy quậu. Không hiểu sao có thể kẹp giữ mẹ lại, cô ý bóc trét bánh mấy lần luôn. Sau lại còn một đám quỳ lạy hát như thế, mình cảm thấy không nên. Kiên kỵ, chứ nhất là ngày sinh nhật, đã vậy còn phung phí bánh, nói chung không hiểu văn hóa nhà này như sao. Chị thấy lố, chả thấy vui gì. Phải phân biệt được đâu là mẹ, đâu là bạn chứ nhỉ. Ngay cả đạo lý tôn trọng người lớn cũng không có, ai thấy vui không. Mình là mình thấy không có gì vui nhé. Chả hiểu sao bị dị ứng với mấy cái trò bôi trét, xong cầm bánh sinh nhật bụp vào mặt thế không biết. Sinh nhật người ta có cái bánh ý nghĩa. Không hiểu sao cầm cả cái xong thẳng vào mặt người ta được. Phải là tao chắc tao chửi cả lũ luôn, vừa bẩn thỉu vừa chả ra cái hệ thống gì. Trét kem cho vui thì trét chút xíu lên má là đủ rồi, còn chừa bánh mà ăn, để đúng là sinh nhật chứ. Đâu ra cái kiểu đứa kẹp hai đứa trét, là mất dạy và cục xúc. Nhìn cái đầu cái mặt mà cọc thay, con tao mà trét kiểu này lên nóc nhà ngồi nhé. Mượn lời nhắc nhở con, Ốc Thanh Vân ngầm đáp trả ăn chặn tiền từ thiện. Làm gì cũng được nhưng phải lương thiện. Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ xúc động về ba thiên thần nhỏ của mình sau tất cả những ồn ào. Có thể nói Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ đa tài của showbiz. Khi để lại nhiều ấn tượng các lĩnh vực khác nhau, diễn xuất MC khiêu vũ ban giám khảo, không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, được MC còn khiến nhiều người ghen tị với tổ ấm đủ nếp đủ tẻ vô cùng đáng yêu. Ngoài công việc chính, Ốc Thanh Vân cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và chiếm nhiều tình cảm của khán giả. Là nghệ sĩ nổi tiếng, đồng nghĩa phải đối diện với những tin đồn trái chiều, tuy nhiên khi bị anti-fan tố dựa hơi. Ăn chặn tiền từ thiện của cố diễn viên Mai Phương đã khiến cô khá bất bình. Trước những lời bàn tán không hay trên mạng xã hội, mới đây Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ xúc động gửi đến các con của mình. Trong tâm thư, bà mẹ ba con nhấn mạnh, các con ơi nhớ nhé, làm gì cũng được nhưng phải lương thiện. Chỉ có đồng tiền sạch mới giúp các con hạnh phúc. Các con có thể chưa giàu có nhưng đừng thôi cố gắng, thành quả sẽ tới. Các con tin đi, phúc phần sẽ đến sớm và luôn ở bên các con. Khi các con có tâm thiện, các con có thấy kẻ ác nào mà giàu có bình vẫn không? Không, không bao giờ có. Nếu chỉ ngồi nhà và ghen tị khi người khác thành công, các con sẽ mãi không bao giờ có được nó. Hãy bước ra thế giới rộng lớn và cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ bé. Các con sẽ thấy mỗi con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều có một phận sự nào đó. Hãy luôn thật tử tế với chính mình và những người xung quanh. Hãy lao động và tích lũy. Hãy làm đừng nói, để từ từ rồi làm. Hãy làm ngay điều các con muốn, như mẹ đang làm điều mẹ muốn đây, Ốc Thanh Vân viết. Nhờ chăm chỉ hoạt động showbiz, Ốc Thanh Vân may mắn có được cuộc sống đầy đủ. Không chỉ có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, từ nhỏ cả ba nhóc tì đã được bố mẹ cho học trường quốc tế, đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới. Khá bận rộn công việc nghệ thuật cũng như kinh doanh, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc, làm bạn cùng các con. Cô quan niệm, ba con chính là động lực để mình không ngừng cố gắng và cống hiến hết mình. Các con là động lực của mami, mami phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuổi nhỏ hay hỏi, mai mami có đi quay không? Nếu câu trả lời là không thì ngay lập tức mắt chúng nó sáng bừng lên và lập ngay kế hoạch chơi gì làm gì cho ngày mẹ không quay. Lâu rồi câu trả lời không hoặc có. Nhưng hôm nay quay có một buổi à con, xuất hiện liên tục không hẳn vì dịch, mà là sự chủ động buông bớt của mẹ. Mẹ biết thế giới của mẹ nằm ở đâu, mẹ nhận thức rất rõ. Muốn không làm nghệ thuật chỉ vì kinh tế, mẹ phải có công việc khác. Cố gắng 6 năm qua vì Ốc Mama thật là đúng đắn phải không các con? Có như vậy mẹ mới quanh quẩn đưa đón, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng đi đến mọi chân trời cùng cái chuồng của mình. Có như vậy mẹ mới ngẩng mặt lên mà hiên ngang sống, rằng mẹ đã lao động chân chính như thế nào. Có như vậy mẹ mới có chút điều kiện để giúp người khác, vì mẹ không thể giúp ai nếu chính mẹ còn thiếu hụt và không lo được no đủ cho các con. Mẹ có lý do để luôn phải cố gắng. Cho các con theo mẹ ra tiệm làm không chỉ để vui, để các con hiểu được sự vất vả của mẹ, để mỗi đoạn đường đi, về khi mẹ lái xe sẽ rơm rạ hơn hay để xong việc tạt ngang nhà sách như đúng ý các con. Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân thường xuyên khoe các khoảnh khắc đáng yêu của ba thiên thần nhà mình.
Mấy ngày nữa là về với bố, bé La Vi được Phú Em chăm hết mình. Theo thông tin được biết thì cuối tháng con gái Mai Phương sẽ về với bố. Phú Em đã chăm bé La Vi từ khi 2 tuổi, chắc chắn lần chia tay này sẽ rất bệnh rịnh. Trong những ngày vừa qua, các thông tin về bé La Vi, con gái của cố diễn viên Mai Phương rất được mọi người quan tâm săn đón. Theo thông tin đã đưa trước đó thì cuối tháng 4 này, bố mẹ của Phùng Ngọc Huy sẽ đón bé La Vi về chăm sóc, đợi nam ca sĩ hoàn thành thủ tục về nước và đón con gái. Sau khi Mai Phương qua đời, bé La Vi không ở với ông bà ngoại mà sống cùng hai vú nuôi, người đã giúp đỡ nuôi bé từ năm 2 tuổi. Và theo như tìm hiểu thì hai vú nuôi này rất thân thiết với Mai Phương, cũng như bé La Vi. Trên Facebook có rất nhiều ảnh vui vẻ thân thiết cùng nhau. Từ bé La Vi đã được hai người này chăm sóc, cho ăn ngủ, đưa đi chơi, đi du lịch, tình cảm gắn bó như ruột thịt. Thậm chí, trong bài viết tri ân với những người yêu mến bé La Vi, Ốc Thanh Vân cũng đề cập tới hai người này. Nữ MC viết: "Cảm ơn hai cô Mi Châu và Mi Châu." Tên Facebook nhân vật đã thay đổi. "Ông bà và mẹ chăm sóc con suốt thời gian qua." "Hai chị em bé Mi chăm La Vi từ khi bé còn nhỏ. Sắp tới khi La Vi theo bố, chắc hẳn hai vú nuôi cũng sẽ rất buồn. Thời gian qua, các hình ảnh thông tin về bé La Vi đều trở nên nhạy cảm, nên Facebook của hai vú nuôi hầu như không dám đề cập đến tình trạng hiện tại của bé. Tuy nhiên, qua những gì ít ỏi được chia sẻ lên mạng xã hội thì La Vi rất được quan tâm. Cô bé được tạo những trò chơi mới, được Phú nấu cho những món ăn yêu thích. Bé La Vi được phục vụ món mì Ý tại gia trong thời gian ở nhà cách giãn xã hội. La Vi còn rất người lớn, qua lời kể của vú nuôi thì đã biết suy nghĩ về chuyện mời ăn để thay lời xin lỗi. Các hoạt động vui chơi tại nhà cũng được thay đổi cho mới mẻ. Phú nuôi tiết lộ để bày cho các bé chơi, đỡ phải xem điện thoại. La Vi ngày càng xinh xắn và đáng yêu. Đây chính là hai người đã giúp Mai Phương chăm sóc bé La Vi từ nhỏ. Mai Phương rất quý mến, thân thiết và tin tưởng hai người này. Thậm chí, cố diễn viên còn định viết di chúc cho hai người này nuôi bé La Vi. Trên trang cá nhân của hai vú nuôi có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên La Vi. Mọi hoạt động của La Vi đều được hai người này rất chăm lo. Nhiều khoảnh khắc đáng yêu của La Vi từ bé đã được chia sẻ. Bé La Vi cũng rất thân thiết với hai người vú nuôi này. Vì gắn bó lâu nên hai người vú coi La Vi như con của chính mình. Từng bước đi chập chững hay những ngày đầu đi học, La Vi đều được vú nuôi săn sóc. Hiện tại rất nhiều người quan tâm và muốn nuôi bé La Vi.